vì sao Tô Đại dứt khoát không chịu rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là một chính khách trẻ, có mối quan hệ đặc biệt với ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu không xảy ra biến cố vừa qua, có khả năng ông Thưởng sẽ trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam vào khóa 14. Một trong lý do khiến ông Thưởng bị hạ bệ được cho là do bàn tay của Tô Lâm. Nhiều ý kiến cho rằng đến nay ông Tô Lâm đã trở thành kẻ siêu quyền lực, nắm quyền chi phối nội bộ đảng chứ không phải là Tổng Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bởi mối quan hệ và những mối quan tâm lớn nhất trong đảng là luôn phải giữ an ninh chính trị để duy trì chế độ độc quyền lãnh đạo, quản lý nhà nước và xã hội, mà Tô Lâm chính là người đã và đang xây dựng hệ thống nhà nước công an trị. Do đó, ông ta có đủ kinh nghiệm để trở thành người nắm giữ vị trí đứng đầu đảng. Theo công luận, qua sự cố ngã ngựa của ông Võ Văn Thưởng cho thấy 100% lãnh đạo cấp cao của đảng hiện nay đều không khác ông Thưởng. Họ đều không trong sạch, đều là tham quan, ăn cắp, hối lộ, chỉ là họ chưa bị lộ mà thôi. Vì vậy, một khi Tô Lâm ra tay để đạt được tham vọng trở thành Tổng Bí thư thì họ phải coi chừng. Tuy nhiên, đừng quên với nguyên tắc lãnh đạo tập thể, mỗi nghị quyết của Bộ Chính trị đều phải dựa trên sự biểu quyết của đa số. Việc loại bỏ các nhân sự cấp cao từ Ủy viên Trung ương trở lên đều được Bộ Chính trị bàn thảo, cân nhắc theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với sự kiểm tra kỹ càng của Ban Nội chính Trung ương. Những cơ quan này đều là các cơ quan chuyên trách của Đảng dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho đến lúc này, số lượng lá phiếu ủng hộ Tổng Trọng trong Bộ Chính trị vẫn chiếm đa số, áp đảo Tô Lâm. Điều đó cho thấy Tô Lâm muốn chạm ông Thưởng thì phải được sự đồng ý của ông Tổng. Nên nhớ, nếu Tô Lâm có khả năng lật lại hồ sơ thì tại sao Tổng Trọng và phe cánh lại không làm được? Chuyên gia Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Chính trị Đông Nam Á có trụ sở tại Singapore, vốn là một quan chức ngoại giao của Việt Nam, từng cảnh báo họ, tức là Bộ Chính trị, phải đạt được sự đồng thuận khi chọn người kế nhiệm, nên có lẽ họ phải loại bỏ bất cứ ai chống lại người được ông Trọng chọn để thừa kế. Điều đó cho thấy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và phe cánh mới là phía phải coi chừng. Trưởng Ban Nội chính Trung ương, ông Phan Đình Trạc. Ông Tô Lâm được đánh giá là một trong những bộ công an quyền lực lớn nhất từ trước đến nay. Song Tô Lâm cũng là một bộ trưởng công an dính dáng đến tham nhũng và bảo kê tham nhũng chưa từng thấy. Việc ông muốn trở thành một trong tứ trụ để giành suất đặc biệt hoàn toàn không hề đơn giản. Điều tiên quyết là ông phải khống chế hay nắm chắc được nhân sự kế nhiệm ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu không, việc hồi tố như đã từng xảy ra với cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ diễn ra và lặp lại một lần nữa. Trong quá khứ, ông Tô Lâm từng dính đến một thương vụ đầy tai tiếng, đó là vụ Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG xảy ra vào năm 2015. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, tại thời điểm Mobile Phone đề xuất mua AVG, thì hãng này đang thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng, âm gần 50% vốn điều lệ. Đây là một vụ tham nhũng đình đám, trong đó cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã nhận hối lộ lên tới 3 triệu đô la. Khi đó, Tô Lâm là Thứ trưởng Bộ Công an đã ký một thông báo đóng dấu mật để che giấu mối quan hệ của ông ta. Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã bị cáo buộc nhận một khoản hối lộ còn lớn hơn ông Nguyễn Bắc Son, nhưng Tô Lâm vẫn thoát tội. Câu hỏi đặt ra là vì sao vậy? Câu trả lời được cho là sau Đại hội Đảng lần thứ 12, khi đó Tô Lâm đã trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, dù là đệ tử của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ông vẫn cung cúc phục vụ đắc lực cho Tổng Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Việc đặc vụ của Bộ Công an bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay giữa trung tâm thủ đô Berlin tại Đức vào tháng 7 năm 2017 là một minh chứng cho sự tận tụy của Tô Lâm đối với Tổng Trọng, cũng như việc hệ thống tay chân mà cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cài cắm lại đã bị nhổ tận gốc. Đổi lại, Tô Lâm được Tổng Trọng tha chết. Đừng quên, Tổng Trọng trước đây tha cho Tô Lâm được, thì nay yêu cầu hồi tố là việc còn dễ hơn ăn kẹo. Đó là lý do nhiều nguồn tin nội bộ cho biết
đến phút 89, ông Tô Lâm dứt khoát không rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an theo sắp xếp của Bộ Chính trị. Điều khiến Tô Lâm lo ngại là trong trường hợp ông rời khỏi Bộ Công an để ngồi ghế Chủ tịch nước, rất có thể trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc sẽ nắm giữ chức này. Mà một khi ông Trạc nắm được Bộ Công an, ảnh hưởng của Tô Lâm sẽ nhanh chóng mờ nhạt và rất có thể ông sẽ phải nhận một kết quả giống như Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de ngày hôm nay với bản tin Vì sao Tô Đại dứt khoát không chịu rời ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ và trách nhiệm của Tổng Trọng. Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam giành được chính quyền, ông Hồ Chí Minh từng viết, cuộc đời cách mạng thật là sang. Đây là cách thể hiện lối tư duy tích cực khi mà ông Hồ Chí Minh đang hàng ngày vẫn phải cháo bẹ rau mằng. Sau khoảng 80 năm, những học trò của ông Hồ Chí Minh ở thời đại mà Cộng sản nắm chính quyền, giàu có đến mức không thể giải thích nổi. Tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin. Báo Tuổi Trẻ vào 22 tháng 3 đưa tin, Chủ tịch huyện Nhân Trạch đã bị lừa đảo 100 tỷ đồng. Công an Đồng Nai khẩn cấp điều tra. Bản tin cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp điều tra việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch, bà Nguyễn Thị Giang Hương bị lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, tương đương 4 triệu đô la. Cũng liên quan đến vụ việc này, theo báo Thanh Niên cùng ngày tiết lộ, số tiền mà bà Giang Hương bị lừa lên đến 170 tỷ đồng, bằng gần 7 triệu đô la. Theo đó, nhóm lừa đảo này đã yêu cầu bà Giang Hương mở một tài khoản và nộp tiền vào đó. Sau đó, bằng nhiều cách khác nhau, nhóm lừa đảo qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản này, mỗi lần vài chục tỷ đồng. Theo báo Tuổi Trẻ Online, bà Giang Hương giải thích, đây là vụ hacker tấn công vào tài khoản, tiền trong tài khoản, chứ tôi không chuyển tiền đi. Mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt đã dậy sóng về câu chuyện này với sự giàu có bất thường của giới lãnh đạo Việt Nam. Công luận đặt câu hỏi, chỉ là một chủ tịch huyện thôi, tiền đâu ra mà nhiều đến như vậy. Facebook Quang Nguyễn thì thắc mắc, mới làm chủ tịch huyện mà đã có 100 tỏi trong tài khoản, đó là phần nổi, còn của chìm thì không biết còn bao nhiêu nữa, cho hỏi ở đâu ra mà nhiều vậy. Lập tức Facebook rung động trả lời, lũ cướp làm lãnh đạo gì, người ta làm chính trị là lo cho dân, còn bây giờ bọn lãnh đạo cho thấy chúng nó chỉ làm kinh tế để làm giàu thôi, chứ chính trị gì bọn này. Cựu phóng viên báo Tuổi Trẻ, nhà báo Hoàng Linh đã nghi ngờ thông tin trên và viết trên trang cá nhân như sau. Muốn tiếp cận chủ tịch phải có quan hệ, có vị thế, người giới thiệu, quà ra mắt. Đó là chưa kể muốn leo lên chức chủ tịch phải đạp lên bao nhiêu người. Chủ tịch lừa người ta thì có chữ ai lừa được chủ tịch đâu. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Công luận thấy rằng tình trạng tham nhũng ở Việt Nam trước đây cấp nhỏ thì ăn nhỏ, cấp lớn thì ăn lớn. Nay đã tiến tới tình trạng nhỏ ăn lớn, lớn cũng ăn lớn nhưng cũng không tha miếng nhỏ. Đúng như lời cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan từng than thở về tình trạng cán bộ ăn không chừa cái gì của dân. Một câu hỏi đặt ra là tại sao nhà cầm quyền lại để xảy ra tình trạng bi đát đến như vậy? Và ai là người phải chịu trách nhiệm đây? Theo giới phân tích trong nước cũng như quốc tế, khi nói về công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Tổng Trọng hiện nay, đều có chung một nhận xét rằng Việt Nam càng chống thì tham nhũng càng nhiều, bởi đó là căn bệnh kinh niên của chế độ chính trị độc tài, độc đảng. Khi mà bộ máy kiểm soát và điều chỉnh quyền lực đã bị vô hiệu hóa đến mức tê liệt như hiện nay, với sự độc đoán và chuyên quyền của Tổng Trọng, từ sau Đại hội Đảng lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị chỉ còn là cái bóng của Tổng Bí Thư. Những gì ông Trọng nói được coi là nghị quyết và là kim chỉ nam. Cho dù điều lệ của Đảng quy định rõ chức năng của Bộ Chính trị là cơ quan lãnh đạo và kiểm tra thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về chủ trương chính sách, tổ chức cán bộ và nhân sự cho các chức vụ quan trọng trong bộ máy của Đảng và nhà nước, công khai minh bạch tài sản quan chức
là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của công cuộc phòng chống tham nhũng ở mọi quốc gia, kể cả tại Việt Nam. Thư kiến nghị của đảng viên yêu cầu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải công khai tài sản. Một câu hỏi được đặt ra đối với Đảng bộ Đồng Nai cũng như Tổng Trọng về vụ lừa đảo nói trên đó là công luận cần biết số tiền 170 tỷ đồng của bà Chủ tịch huyện Nguyễn Thị Giang Hương có thể hiện trong bảng kê khai tài sản hay không và đã được xác minh làm rõ hay chưa. Xin nhắc lại, Tổng Bí thư Trọng không gương mẫu trong việc kê khai tài sản. Cụ thể, vào ngày 6 tháng 5 năm 2018, ngay trước ngày khai mạc hội nghị lần thứ 7 của Trung ương Đảng khóa 12, trên trang Facebook đã xuất hiện bức thư ký tên tập thể. Theo đó, các đảng viên đã yêu cầu Tổng Trọng phải công khai tài sản cá nhân. Công luận thấy rằng Tổng Trọng phát động chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt với cam kết không vùng cấm, lẽ ra là lãnh đạo nắm giữ chức vụ cao nhất, Tổng Bí thư thì càng phải gương mẫu trong việc kê khai tài sản. Đó cũng là nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Chủ tịch huyện bị lừa 170 tỷ và trách nhiệm của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.